cái phần đầu nhá. Đây các bạn thấy inline six hybrid diesel độc lập đa điểm, rất là nhiều tay đòn. Nói chung cái mặt tablo này mình cá nhân như mình thì thấy là mình thấy đẹp. Mazda gì mà đẹp, nhìn phong cách như Lexus này. Con này là, thưa quý vị các bạn, đây là chiếc xe Mazda CX-60. Bây giờ Mazda có cả 50, 60, 70, 80, đủ hết. Con này thiết kế đúng là kiểu sang trọng. Đây là cái dòng mà Mazda đang muốn hướng tới một cái phong cách sang hơn. Thế cho nên là chúng ta nhìn cái nét thiết kế này, từ cái mặt ca lăng nhé. Đấy, cái mặt ca lăng này, cái độ hoàn thiện này, cái màu sơn này, nhìn nó đẹp. Kể cả màu sơn xe này cũng thế, nếu mà quay kỹ vào này, kỹ vào, viền chrome thế. Chiếc xe này thì hướng tới thị trường châu Á, còn CX-50 thì lại hướng tới thị trường Mỹ. Đấy. Nhưng mà đèn đẹp đấy chứ. Đèn đẹp đấy. Hai beam. Đèn định vị này. Đèn gầm đâu? Này còn không thấy đèn gầm luôn. Có cảm biến đấy. Có cam 360 này. 4 cảm biến trước này. Cam 360 này. Trang bị sang trọng là phải đủ hết đúng không ạ? Màu sơn rất là đẹp. Cản. Cái đường nét ở phía trước nó khá là tối giản. Thế để dễ hình dung ấy thì chúng ta sẽ xem cái mẫu xe này nó nằm trong phân khúc nào. Cái trục cơ sở của mẫu xe này là 2870. Cùng với đó là cái chiều dài tổng thể nó khoảng gần 4m8. Thế có nghĩa rằng là cái mẫu xe này nó sẽ nằm ở trong một cái phân khúc cùng với, nếu ở tại thị trường Việt Nam đó là gì? Hyundai Santa Fe, rồi là Kia Sorento. Nói như vậy để chúng ta hình dung, dễ hình dung. Và nếu như cái mẫu xe này có đưa về thị trường Việt Nam thì cái khoảng giá cho các cái phiên bản nếu mà có cùng là dùng động cơ dầu hoặc xăng, cùng kiểu cái dung tích, thì giá nó cũng chỉ nằm trong cái khoảng đó mà thôi thì mới có cửa. Tuy nhiên vừa rồi thì các bạn sẽ thấy là Mazda CX-5 vừa mới ra giá là tụt quần luôn nhờ. Bây giờ giá anh em SUV B đúng không? Còn hoảng luôn. Đấy. Mà vừa rồi thì tôi vừa có làm cái Mitsubishi X-Force ấy. Anh em bảo nếu mà khoảng 740, 750 là đau đầu về CX-5 bản thấp luôn. Cái này ấy thì bạn sẽ thấy rằng là bạn nhìn lại cái đầu này giúp mình này. Cái phần đầu nhá. Đây các bạn thấy inline 6. Cái này kể cả bản động cơ dầu, nó có mấy bản động cơ dầu, nhưng mà động cơ dầu lại gì, lại lại hybrid. Hybrid diesel. Bạn nghe lại chưa ạ? i6 3.3 lít diesel. Đấy. Nhưng mà lại mild hybrid. Đấy, mild hybrid nhá. Và cái công suất tối đa của cái mẫu xe này là 251 này, moment xoắn đạt tới 550, do là cái máy dầu thế nên cái đấy con số đấy nó khá là lớn, cái moment xoắn đấy ạ. Còn cái motor điện nó có khoảng 17 mã thôi, nó bổ trợ cho một số điều kiện. Ắc quy thì chỉ có 0,33 kWh thôi. Thì đối với cái dòng CX-60 này nó có mấy cái động cơ. Một là cái động cơ thuần diesel là 3.30. Còn nếu thêm mild hybrid thì các bạn đang thấy rồi. Rồi động cơ xăng 2.5 lít thì nó giống, khá giống với cả CX-5 với cả CX-8 của mình ấy. Cái công suất của nó cũng chỉ khoảng 185 thôi. Còn plug-in hybrid. Plug-in hybrid thì cái công suất nó, tổng công suất nó lớn hơn, 323. Rồi còn cả, nhìn chung là khá là nhiều phiên bản. Nhưng nó có một cái yếu tố này đáng chú ý các bạn này. Các cái bản mới này ấy, là đều dùng hộp số 8 cấp nhá. Trong khi nếu mà chúng ta nhìn lại những cái sản phẩm như CX-5, rồi là CX-8 ở mình, rồi các dòng Mazda bây giờ số 6 cấp. Số 6 cấp thực sự là bây giờ quá lạc hậu rồi. Thế cho nên là mình rất là mong muốn những cái dòng đời mới này nó phải về cho anh. Để sao? Cái động cơ thì nó phải có cái động sinh công thôi. Nhưng để truyền được cái lực đến nó xuống bánh xe, nó phải qua hộp số. Hộp số nó phải hoạt động một cách hiệu quả. Hơn nữa lại AVKD nữa thì lại càng hiệu quả. Đúng ạ. Đấy, mình chém về những cái thứ mà toàn phải tưởng tượng. Thôi bây giờ chúng ta lại quay lại. Đấy, đèn như đèn BMW luôn, được mở rộng sang hai bên, rộng hơn nhiều so với, nó không cụt ngủn như chiếc CX-5 hay là CX-8. Và mình rất ấn tượng về cái màu sơn của cái mẫu xe này. Đấy, nhìn nó tròn, nó mượt. Cái này thế cho nên là tại sao mà lại sinh ra là Sky Tip Diesel, nhưng mà lại E-Diesel nữa, có thêm cái yếu tố mild hybrid nữa, nó thành cái điện
Nhìn xe thì ở ngoài khá là dài, mượt. Và đặc biệt là Mazda họ thiết kế là họ giấu những cái chi tiết gọi là thô đi rất là khéo. Bạn nhìn thấy bô đôi này, đấy, bô đôi trang trí này. Còn tất cả cái ống xả thì họ giấu đi, lốp dự phòng các kiểu nữa. Xe này là cấu trúc, để mình xem nào. Đó, cấu trúc treo là treo đa điểm đấy, độc lập đa điểm, rất là nhiều tay đòn. Cái dòng Mazda ở mình thì bảo chạy là nó không được thể thao lắm, nó hơi tròng trành do cái dàn treo, dàn gầm của nó. Thế bây giờ mình sẽ xem tiếp đi, bởi vì đang có rất nhiều người khán giả ở đây. Xin lỗi, người khách đi xem, thế nên mình cũng rất là hạn chế quay vào người ta. Bởi vì ở các nước thì cái vấn đề cá nhân thì cũng khá là nhạy cảm. Nhưng mà tại sao mà xe này lại hướng tới cái việc mà hướng tới cái việc là sang trọng hơn, mà mình nói cái phong cách của lấy sợi này, gỗ này, cái này ốp gỗ này, đấy, trim ốp này, chrome này, đấy, và các chi tiết nó rất là tỉ mỉ, da, đấy. Và đây là vải, tức là cái dàn tắp lô này phần 2/3 trên là gần như là bọc da với cả ốp hết rồi, không, nó khoảng một nửa thôi, khoảng một nửa thôi. Đúng ra loa này loa Bose, nhưng loa Bose này phải màng loa nó phải làm đẹp hơn nữa này, nếu mà để mà nói về đấy. Nhưng mà đây, bây giờ các bạn sẽ nhìn ở cái góc nhìn này nhá. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy. Mình xin phép qua bên ghế phụ. Rồi, ghế lái, ghế phụ đều là điện bơm lưng hết. Nhưng mà ngồi vào đây thì mình ấn tượng với cái màn, cái dàn táp lô đây này. Và táp lô các bạn nhìn cái màn hình này. Bực nhất là ở triển lãm không có chìa khóa, ví dụ phải đấu điện cho mình lên mình nhìn đúng không? Mình trải nghiệm. Vải. Kiểu vải. Vải thì nhìn nó mộc mạc, nó đẹp, nhưng mà đúng không, cái này vải, nhưng mà cái này bẩn, cái này phải ví dụ như vệ sinh xe cũng phải lưu ý này. Màn khá đẹp. Màn này màn cũng màn số này. Màn này màn số. Đấy, mà màn này là cái viên nó cũng cũng vẫn còn hơi dày. Nhưng vấn đề là chả còn cái phím vật lý nào trên này cả. Nói chung cái mặt táp lô này mình cá nhân như mình thì thấy là mình thấy đẹp. Và đặc biệt là cái phần yên ngựa đây nhá. Quả dù hơi cần số này. Đấy, dùng My Hybrid này, Drive Mode này, hỗ trợ đổ dốc này, cam 360 này. Cái hệ điều khiển này nó cũng kiểu như của Mazda thôi, Auto Hold rồi park kia, phanh tay điện tử. Nhưng mà cái yên ngựa làm rất là rộng, nhìn cảm giác nó là trông nó bề thế. Nhưng mà cái mình không thích cái màu gỗ này, cái màu gỗ này nhìn nó kiểu gì nhỉ? Mình thích nó trầm trầm một tí. Cái này thì ra nó là sở thích cá nhân thôi. Đây có hai cái khe cắm tai xi, mình đang đi tìm cái vị trí sạc không dây nhưng mà cũng chưa thấy ở đâu cả. Mình phải có đấy, CarPlay cũng phải có CarPlay không dây chứ, đúng không ạ? Những cái tiện ích đấy, điều hòa hai vùng này, không thấy lọc khí nhưng có sưởi, có làm mát ghế, có làm mát ghế. Lẫy này điều khiển quen những các dòng xe Nhật đi. Ok, chúng ta sẽ xem cái phần vô lăng này đi. Cái vô lăng này thì nó cũng chẳng khác gì mấy cái con CX5 rồi CX8 ở mình. Hệ thống hỗ trợ lái này, iSafety Sense này. Vô lăng điện đấy, vô lăng này điện này. À, đây nha. Các bạn nhìn này, ghế lái có nhớ vị trí kìa. Được chưa? À, cái phần da ghế. À, bây giờ các bạn sẽ nhìn cái phần da ghế này. Da ghế, ghế may đẹp đúng không? Tức là nếu như chúng da Napa nhá. Dòng này có da Napa đấy, da Napa đấy. Tức là nếu mà mình nhìn ấy về mặt cảm quan, nhìn lướt qua thì nhìn nó wow, sao nhìn nó sang chảnh thế. Nhưng mà để mà nói rằng để vươn đến tầm của Lexus ấy thì còn xa lắm. Mình nói thật, xa lắm luôn. Ra hàng ghế sau xem cái không gian nó như nào. Xe này thì những cái hệ thống hỗ trợ lái an toàn cao cấp, rồi là túi khí, rồi là gì thì nó cũng đầy đủ thôi. Bởi vì nó cũng đặt lên đến cái tầm của Santa Fe, tỷ 2 đến tỷ rưỡi. Đúng không ạ? Cửa chắc chắn nhỉ? Cửa sổ trời panorama. Ghế độ ngả tốt nhất. Thực ra cái xe này, cái bản này này, dùng cái động cơ 3.3 6 xi lanh. Thế nó có tốn cho cái phần diện tích đầu quá. Thế đâm ra cái hàng ghế này, hàng ghế thứ hai này là bị chật. Hàng ghế như với một chiếc xe mà trục lên đến 2m 8, 70, xin lỗi, 27, gọi như là gần bằng 2m 9 rồi. 28
70mm. Mà ngồi hàng ghế sau như này là chật. Mặc dù khoảng trống đầu là tốt, hơi phí, mình muốn cái hàng ghế sau nó phải rộng hơn nữa. Rồi, hai khe cắm cửa gió những cái này thì đương nhiên là phải có rồi. Ghế ngồi thì cũng khá êm nhưng cái phần nệm này cũng bị ngắn. Nhìn chung là hơi phí. Mình nghĩ rằng là cái giải pháp thu ngắn cái phần đầu lại để tăng cái không gian bên trong này thì hay hơn. Hơn nữa là các cái dòng xe Mazda bây giờ vẫn bị cái không gian nó hơi nhỏ. Đây mình xem cái cốp luôn nhé. Có bác nào mở luôn giúp rồi. Cốp này thì cũng được với dòng CX-60 này như vậy cũng được. Nhưng mà mình cảm nhận, chưa đo, cảm quan thôi, là không rộng bằng Santa Fe với cả Sorento đâu. Đồ dự phòng thì để đây. Nhưng mà đồ con này có vẻ đẹp, tức là về phần vật liệu đẹp. Cốp điện, đá cốp, những cái này đối với cái dòng mà tỷ 4,5 tỷ đúng không ạ, thì đều phải có hết rồi. Hy vọng giá này nó về được phải thơm. Bây giờ CX-5 đã giảm thế rồi thì trước nay giảm bản cao nhất khoảng tỷ 2 thôi. Đúng không? Thì khi đấy cái xe mà đang ngắn ấy nó lại cũng dài. Nhiều khi nó lại cái yếu tố, đúng không? Yếu tố sản phẩm này sau đến yếu tố về giá quan trọng lắm ạ. Thế thôi, đây là một cái xe mà được trưng bày tại triển lãm Made in Đô. Thế mình cũng sẽ quay và chia sẻ nhanh với quý vị và các bạn. Hy vọng rằng mẫu xe này nên sớm về Việt Nam để và với mức giá phải hợp lý để chúng ta là những người dùng, chúng ta có cơ hội lựa chọn, đúng không? Rồi, và cái quan trọng nhất là mình mong muốn rằng các cái dòng sản phẩm của Mazda là phải nhanh chóng là cập nhật lên cái hộp số 8 cấp.